Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với bình luận Ranh Đồng. Và để xem ngày hôm nay, sau số đầu tiên sau Tết đã có một màn trình diễn rực lửa đến từ các idol, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một giao án như thế nào đến từ các idol của Ranh Đồng Việt Nam nha. Let's go. Ok, đến với lúc bình luận này chúng ta sẽ có sự hiện đến từ Tiểu Bảo nè, khu đứng trên với các bài Darius. Đối đầu cùng với đó sẽ FV Pro kèo set Darius ha. Kèo này đúng là kèo thuận tay của Sao Trâm Băng rồi. Đi rừng đó là Tao Non ok, đối đầu cùng với đó là Cháu Khổ 121. Ở khu đứng giữa sẽ là vị trí của Sunshine, đối đầu cùng với Not Die. Ok, Duy Bin và Anh Ba Trà Cú. Anh Ba Trà Cú 88, à hiểu cái tên này rồi, hiểu cái tên này rồi. Anh Ba Trà Cú 88 đi support cùng với lại vị trí của Jibin. Và có đối với phía bên kia đó là một thanh niên bị đổi tên do tên có ký tự đặc biệt bởi nhà phát hành Garena, VNG. Trước đây Garena chắc là đặt tên có ký tự đặc biệt nên sao mà lại bị đổi tên rồi anh em nhá. Mid Hanzin đi ở khu đứng dưới với các bạn Ezreal. Cấp độ 1 đang có một tiếng sâm lăng rừng giỏi. Lee Sin đang đứng trên mắt rồi. Và anh Ba Trà Cú bắt đầu kéo theo hai thằng cu đi sang bên phía bên kia và Lee Sin vẫn chưa biết điều gì xảy ra cả, đánh tay quy chói chúng rồi. Lee Sin nhận ra vấn đề của mình là hơi trễ. Úi rồi, đang sáu gâm cấp độ 1 thế này thì sáu gâm đi đâu đây? Úi, tốc biến qua đến từ vị trí của Yasuo tìm kiếm luôn vị trí của Caitlyn nữa. Caitlyn hỗ trợ xem Caria hơi nhiều. Ezreal đi ra bắn quy nhưng mà đó là thiếu tốc biến né quy tốt đến từ vị trí của Caitlyn. Sau đó thì sao? Mid Fortune của Jibin đến với tiếng bắn ra phía sau đối phương, một tiếng chơi xạ thủ vòng đầu cực kỳ chất chơi người rơi đạp cháp rồi. Hồi máu càng loạt được dùng để có thể bỏ chạy và sau đó thì tiếp tục PK đến từ vị trí của anh Ba Trà Cú và chói chúng các xạ thủ đối phương rồi. Mid Fortune lao lên bắn nhưng đó là một tiếng tự sát đến từ vị trí của anh Ba Trà Cú. Mạng gục ngược trở lại cho bên phía của team 2 và đó là mạng dành cho Caitlyn hỗ trợ ha. Đường trên thì sao đây? Thanh niên này có vẻ là xem sao cho mừng cấp 1 nâng E lắm luôn à. Cấp 1 nâng E luôn, nó quy rìa tốt đến từ Tiểu Bảo này. E không làm choáng nhưng đấm tay liên tục trái phải liên tục tích chinh phục lên. Làm sao? Năm sách chơi luôn, năm sách chơi mình luôn. Tao năm sách chơi mình luôn, đánh tay trái phải thứ đốt. Làm cái gì vậy bro? Đứng dưới thì đó là một tình huống chết support từ rất sớm. Thế nên là Jibin hiện tại đã phải 1-2 trong tư thế là không có spell. Và con Caitlyn support này thì phải là khá là khó chịu. Khóa tốt nhưng có cấp độ 2 rồi. Cấp độ 2 Caitlyn nâng quy và trả cháp lên Ezreal E lên đánh tay vào. Thôi, thôi anh Jibin ơi. Anh Ba Trà Cú đã chết tới bạn thứ hai rồi. Xạ thủ lao lên chết chung luôn và bên phía bên kia có heal. Một pha PK gọi là đánh tay đến chết đến từ 3 AD khu đường dưới. Còn đường giữa thì Yasuo đang múa rồi. HD Not Die có vẻ là hơi chóng mặt một chút nhưng mà pha mới phải ok ha. Còn khu đường trên thì con set kia nó đấm chết con Darius cực kỳ sớm. Và đây là một giáo án lắc support nhưng mà nó mang nhịp độ chết người anh em ạ. Vãi nổi chưa. Asagi xịt rồi. Lắc triệu hồi Eri, à nhầm một Caitlyn triệu hồi Eri ạ. Nhưng mà con Caitlyn này xanh nhá. Con Caitlyn này tỏ ra khá là xanh. Còn hai ông top thì PK một hồi thì chưa nào farm được cái gì cả. Đứng giữa thì vẫn đang múa. Còn rừng thì cứ cắm đầu cắm cổ vào farm. Lee Sin sau một tình huống sóng gầm một cấp độ 1 sợ lên bảng thì đang phải farm bù tí. Hơi thọt. Bên kia thì Tao Non ok cũng đang bắt đầu vòng rừng của mình với việc full clear 6 bãi rồi. Mid Fortune tốc hành tốc biến. Đó là những tình huống time spell đến từ Caitlyn ha. Một pha quy rìa rất tốt. Sau đó thì sao? W một đòn. Set cũng trả đam đầu vào đấy với cú W và sau đó giật ra. Kéo top này Set đã có lợi thế từ một thanh trường kiếm rồi nha. Bấm bình lên chơi luôn. Kéo E xịt đến từ Darius hết mana luôn rồi. Cú khóa thành công đến từ vị trí của anh Ba Trà Cú. Và sau đó thì ăn quy liên tục tốc biến đánh tay confirm mạng đến từ Ezreal. Bot team 1 có vẻ là gãy rồi anh em ơi. Sức chết tới mạng thứ 3 còn xạ thủ chết mất mạng rồi. Một pha quy rìa bị kéo E về. Set tốc biến đấm W sắp thương là chưa đủ khi mà Darius tốc biến đi. Một quả outplay khá căng ở khu vực đường trên đến thứ hai đồ đệ sao cho mừng. Và sau đó thì rừng đang có định lên vét, Set không còn nhiều máu nữa. Diana đi qua tầm nhìn rồi và không có tốc biến từ Set chạy kiểu gì đấy. Vẫn đang bấm B về và đó là một tiếng Set E đấm tay và sau đó lên bảng mà thôi. Mạng thứ hai rồi cho Diana trong ván này. Nhịp độ ván đấu đang đi... Đi đâu? Đánh AD ông đi đâu đây ông? Biết là support gà nhưng mà thông cảm cho người ta một tí, khổ người ta anh Ba Trà Cú sinh năm 88 rồi giờ già cả tay chân chậm rồi đánh không được, fit có 2-3 mạng là gì dỗi lên top rồi. Rất khó hiểu đến từ vị trí của Jibin. Giới trẻ cái này kỳ cục thực sự, ở đây là đường dưới đang có một tình huống mất máu khá nhiều đến từ vị trí của Lắc rồi. Lắc nhịp độ trên người đẩy được một cái E và sau đó thì chắc là thất cú rồi.
Hết spell, Ezreal, ui dồi, Ezreal anh smurf thế, khóa rất tốt nhưng là sát thương từ trụ không đủ. Sát thương từ trụ là không đủ rồi. Tiểu Bảo cùng với Jimin có lẽ đang chửi nhau ở đây. Một tình huống lên két lính rất trắng trợn và sau đó thì không chịu di chuyển đi chỗ khác đến từ vị trí của Jimin. Và đứng giữa thì Z lao lên, e chém vào lính đến từ Yasuo và sau đó lên bảng điểm số như bao con Yasuo khác rồi. Đấng đã đi ở khu đứng giữa rồi, còn đứng trên thì Tiểu Bảo vẫn đang ping chấm hỏi liên tục. Kéo E thành công, một cú Q mà không có gì thì phải W làm chậm đánh tay, xét tung W để cố gắng rút lui. 4 stack rồi, một hit nữa lấy stack thứ 5 đi, kia okay, 3 stack rồi à? Mới có 3 stack rồi các bạn, không ăn thua. Đứng dưới thì đó là pha lao lên cân 2 đến từ Daina và giết chết được vị trí của Ezreal không spell rồi. Đang quáng lách chap, đạp tới đạp lui, đạp nhầm một cái chap thứ nhất. Đạp tới cái chap thứ hai và dính một cái E, ấy cái ly đấy vào trong chùa đấy, thế nhờ. Đang VK ngon, chưa hiểu. Daina cũng dáng đạp cho bằng hết chap ha. Nhưng mà Caitlyn thì có quả lưới 90 vào trong trụ là hơi đen. Đấy, nó bắn thêm một đòn nữa là ngon rồi, xui thế chứ. Không sao, boss Ezreal xanh rồi. Bên phía bên này thì hai thanh niên vẫn đang tranh nhau farm. Khi mà hỗ trợ quá gà thì quyết định đến từ Jimin là lên khu đứng trên để có thể chôn vị trí của Tiểu Bảo. Set cấp độ 5 và đã có cho mình đó là hai trường kiếm rồi, liệu rằng có băng trụ hay không? Liệu rằng có một tiếng băng trụ hay không? Đây là Darius quyết định bấm B về bỏ lại vị trí của Jimin. Nhưng mà Seth thì lúc này còn nửa cây máu này, không biết là có làm được gì hay không. Kéo E, Q gì à. E đánh tay thứ đốt, W xịn đến từ vị trí của FVP Pro. Đấm tay trái phải liên tục, sát thương đã đủ. Midphoton không còn gì để chạy. Kéo có tốc hành lao lên nhưng có sự xuất hiện đến từ Caitlyn đến mid-click rồi. Bắn thêm vào Caitlyn và sau đó thì lên bảng điểm số ở đây. Qua nhỏ cho vị trí của Jimin. Tránh vỏ dưa để gặp ngay vỏ chuối ở khu đường trên. Và sau đó là một tình huống phi tiếp. Cắm đầu cắm cổ ra fit có mỗi Daina của Tanon ok, đang là cái thanh niên đánh ổn nhất cái lobby này rồi. Bên phía team 1 fit la liệt hết anh em ạ. Team có 4 mạng thì Daina hết 4 mạng, nhưng mà đừng quên các bạn thấy là Yasuo Daina đi chung với nhau là khá khỏe. Còn đứng dưới thì anh ba trà cú đang bị đấm liên tục, Ezreal biết chơi anh em ạ. Ezreal bắn Q trúng phát là có mạng luôn rồi. 0-5 rồi. Không hề có một tác dụng gì cả đến từ vị trí còn lắc support với nhiều độ chết người trong ván đấu này. Và bắt buộc cho Daina sẽ phải di chuyển để có thể gánh tem, nhưng mà không biết là gánh được hay không. Đứng giữa thì lúc này Yasuo sau pha solo kill vẫn đang farm ổn, nhưng mà Lee Sin đang ở khá gần khu vực cánh trên bản đồ rồi. Hai rừng liệu rằng có một pha va chạm hay không khi mà Lee Sin mang theo cho mình đó là thiếu đốt, không có tốc biến ạ. Và solo tầm thời điểm này thua một cấp độ cuối như này là hơi căng rồi. Đứng dưới thì Tiểu Bảo đã swap xuống E lên, thì Ezreal kéo E né cú ánh sáng Q gì hồi máu, nhưng sau đó bị đấm tay liên tục một Q nữa thôi. Q ui, Q vừa rồi mà trúng được hư cấu thế nhờ. Ui, đi đến đây rồi nó mới trúng cái Darius này các bạn ơi. Ảo thế nhờ. Còn trong khi đó khu vực đứng giữa, cú lốc thành công đến từ Yasuo nhưng không chăn chối vào. Đường trên lúc này thì swap lên khu đường trên, tốc biến lên bắn lưới 90 vào trong trụ và sau đó thì bị lính đánh khá nhiều đến từ vị trí của Caitlyn. Caitlyn đã chết rồi. Trong khi đó khu vực đứng dưới lắc đi ra với một chấm máu, không hiểu sao vẫn chết. Ui, Ezreal còn một chấm máu và lắc vẫn chết. Rất là khó hiểu. Tốc biến lên E trúng sau đánh tay Q hồi máu đến Ezreal outplay bắn Q lính đánh rất nhiều hồi máu đánh tay và đến nhịp độ chết người không phân tác dụng rồi. Đứng trên thì nó là tình huống đổi mạng đến từ cả hai người chơi, đó là Caitlyn cùng với lại vị trí của Midfortune đã shit. Caitlyn đã chỉ thề sau khi bị lính dứt điểm rồi anh em nha. Còn đứng dưới thì Ezreal đánh như smurf rank, thanh niên này đánh có vẻ biết chơi đấy. Nhìn last hit các thứ, nhìn animation QQ các thứ là biết chơi, nhưng mà Ezreal lúc này đang đặt mình vào cái tư thế quá là nguy hiểm. Làm cách nào để về khi không còn E đây? Daina E vào đánh tay và Ezreal lên bảng điểm số, mạng shutdown cho Daina. Vẫn đang là người gánh team, vẫn đang là đôi vai đến từ Daina để xem Daina gánh được hay không. Ở đường giữa lúc này thì Yasuo lao lên với cú lốc, một cú lốc đi vào lính rồi. Tiếp tục lao lên kích các kiểu đến từ Yasuo nhưng bị kích sốc điện ngược trở lại bởi Z. Daina vẫn còn trăng mờ và để xem có muốn đi gánh hay là không. Một pha lao lên, một cú lốc xịt đến từ vị trí của Sunshine dựng từng gió né chi tiêu chém ngược trở lại, và Daina đang có thiếu di chuyển ra nhưng Caitlyn lại người ra trước. Caitlyn cầm cho mình đó là một cái giày khai sáng và sát thương là không đủ thì Caitlyn rồi. Một đường trên thì đấm nhau tay đôi giữa vị trí của Kubin cùng với lại vị trí của Seth, thì Seth cũng đã ép được cái tốc biến đến từ xạ thủ đối phương. Đứng dưới lúc này thì là vị trí của Lux cùng với Darius, gọi là 03 với 06 đang có ăn trụ ở khu đứng dưới không biết ăn được hay không khi Ezreal đã ra rồi. Một đường trên Midfortune vừa mất tốc biến mất cả chiêu cuối, nhưng mà Seth của FVP Pro vẫn đang chưa có ý định buông thả. Chênh lệch về tiền nó là khá nhiều cho phía team 2 đấy anh em nhé.
Team 2 ăn được khá là nhiều mạng đầu trận rồi, sau đó thì sao? Liệu rằng có băng trụ hay không? Zed có tốc biến lên kéo E đấm quy trái phải tung chiêu cuối tung W đi ra được hay không? Đường giữa Zed lao lên nhưng không quyết định đổi bóng rồi. Tốc biến Daina gom E R và sau đó thì đó là tiếng outplay tốt đến từ Zed. Khu vực đường dưới cũng đang đồng tiếng lao lên từ Ezreal, tốc biến đánh tay và có mạng rồi. Ezreal móc giật thủy quái bắn cung ánh sáng trúng và tiểu bảo cũng đã đi đắp một kill cho Ezreal. Khu vực đứng giữa thì Daina lao lên dứt điểm được ai hay không ấy nhở? Như là không anh em ạ. Hình như là không dứt điểm được Zed, Zed đã đổi bóng outplay và giết ngược lại vị trí của Yasuo. Daina chưa có bị từ bỏ và Zed lại lao lên với tiếng khoe thông thạo 7 ở đây. Liên tục vào mồm đến từ các phía team 2 và đang có một lợi thế cực kỳ lớn ở giai đoạn bắt đầu của ván đấu với 6.000 tiền chênh lệch vãi cả nồi ạ. Lobby nó phải hơi bị out trình rồi anh em ơi. Trụ một đứng dưới luôn, trụ một đứng trên luôn ạ. Hai trụ trước phút thứ 10 ạ. Game này hơi bị khó rồi nha. Tốc biến đó là một tiếng em lao lên đến từ Yasuo nhưng mà đơn giản là Z đổi bóng chạy và không cần đến tốc biến rồi. Bên này thì đang ăn rồng trên tầm nhìn và lắc của anh ba trà cú bắt đầu di chuyển ra đặt E trúng, quăng Q trúng. Yasuo dựng tường gió lướt ra bị đá ngược trở ra và rồng vẫn còn. Yasuo chọc Q xịt rồi. Ezreal đứt đánh tay và sau đó thì Yasuo có mạng ở đây. Một tiếng chém E Q hất tung chăn trốn luôn và đó là mạng dành cho lắc của anh ba trà cú và có mạng dành cho đồng đội thì có rồng dành cho Daina luôn. Một pha comeback nhẹ nhẹ đến các thành viên phía team 1 với tình huống xử lý vừa rồi. Vâng, rất tuyệt vời và Zed lúc này sau khi đã có trụ thì quyết định di chuyển luôn với một con Zed suy vong. Một con Zed đấm rất đau đấy ạ. Rồi xong thú trưởng không làm choáng nhưng kích suy vong lên đấm liên tục vào đầu vị trí của Yasuo chưa kích kịp rồi. Hơi đen một chút. Tính ra thành viên Zed này biết chơi đấy. Cũng chắc là có xem sao Chamber anh em ạ. Xử lý kèo Zed Darius hơi bị hay luôn. Lên đồ cũng chuẩn chỉ luôn này. Trong khi đó thì Mid Fortune của Jibin đã ăn cho mình là con bùa xanh và suýt chút nữa đã bị màu xanh solo kill rồi. Rất khổ sở dành cho Jibin với một chấm máu bấm hết cả bình lên, bấm hết ba bình lên. Chỉ để ăn con bùa xanh này mà thôi. Trong khi đó thì đồng đội cánh dưới lúc này đang là Darius, một con Darius vô cùng yếu ớt với 0-4 kê đến tốc biến né cháp đối phương. Đặt cháp ra đến từ Caitlyn vẫn đạp cháp và thôi xong rồi. Xong thú trưởng kéo mắc tầm và đấm cho hai đấm thế này thì cút thôi. Cuồng thú quyền và bách phát bách trúng từ xa là cút vị trí của tiểu bảo rồi. Vì tiểu bảo đã ra đi và đó là một tình huống ăn mạng đến từ Caitlyn ạ. Xanh thực sự khá khó cho bên phía của team 1 rồi. Một tiếng lao lên đến từ Ezreal nhưng chỉ ép được hồi máu và chưa có mạng. Bắn cuối ánh sáng đối phương đã né được rồi. Daina lao lên với chiêu cuối nhưng chiêu cuối không được dùng với quyết định rút tay tên lửa về. Đứng giữa thì đang là một tiếng solo và Z đổi bóng lên quyết định dùng dấu ấn tử thần hay là như thế nào đây. Yasuo chưa có lock nên là Yasuo chưa ép được một tình huống chiêu cuối từ đối phương mà Lee Sin cầm thiếu đốt ra mít làm cái gì đây. Tính két lính hả ông? Kìa, dừng 020 không tác dụng ra két lính nữa ông. Ở đường dưới Ezreal cùng Caitlyn đang cố gắng ăn trụ thì Daina di chuyển ra cùng với tiểu bảo. Và đó sẽ là tình huống lao lên với chiêu cuối đến từ Daina hay là không đây. Quang Quy trúng rồi. Và sau đó quyết định không vào, mất máu quá nhiều. Caitlyn tốc biến lên bắn nhưng sát thương không đủ. Yasuo đang xuống dựng tường gió lên né sát thương nội tại cho Caitlyn. Và sau đó thì E vào chọc Quy, chọc xịt thì phải đạp cháp và sau đó lên bảng rồi. Daina gom người là tốt và có mạng dành cho vị trí của Daina. Máu hơi lâu bắt buộc phải về rồi. Pharaming xuống khu đường dưới đến từ vị trí của Yasuo nhưng độ hiệu quả có vẻ không cao lắm. Trong khi đó thì Mid Fortune đứng trên không ăn được trụ do Zed xuất hiện rồi. Ra đường giữa đi cái đường nào đây khi mà đường giữa đối phương đã có Zed 3-0 ạ. Những mục tiêu như này có Zed êm vào một combo là cút hết. Và Zed nhìn combo có vẻ là biết chơi đấy anh em ạ. Tính ra rank đồng Việt Nam càng ngày càng kỹ năng cao thì tìm game hơi khó. Chừng nào mà idol tớ hận cậu comeback mà biết đang cao idol thì mới tìm được cái lobby mà nó toàn là sắt thôi anh em ạ. Mùa này rank đồng chính đánh như thế này tôi nghĩ tớ hận cậu về Việt Nam chắc là muốn lên lại đồng đoàn cũng phải là cả vấn đề đấy anh em. Bây giờ thì lợi thế vẫn là khá lớn cho phía team 2 nhưng mà đang đánh nhau rồi anh em ơi. Đánh nhau to trong rừng rồi. Một tiếng chiêu cuối đấm chết luôn vị trí rừng đối phương đến từ Zed rất cục xúc. Và sau đó là một Zed Zed sát lực ạ. Lốc chúng không vào trẻ con nó khinh nhưng mà vào xong thì trẻ con nó cười anh em ạ. Có mẹ đó. Khỏe thật sự ạ, đứng dưới tiểu bảo này làm cái gì đấy tiểu bảo ơi. Tiểu bảo đã ra đi rồi. Một tiếng solo thua cả hỗ trợ đối phương đến từ vị trí của Darius. Sau đó khu vực đường trên là một tiếng tốc biến chạy từ Lux. Zed vẫn đang có định lao lên nhưng mà không đủ tầm với vào vị trí của hỗ trợ đối phương rồi. Đứng giữa thì Mid Fortune vẫn đang phòng thủ cực kỳ là khó khăn khổ sở. Đứng trên thì anh ba trà cú đang solo cùng với Zed phía bên kia bọn nhấp nhả tới lui liên tục vào mồm. Sắp 15 rồi, Caitlyn nói thế. Ezreal lao vào bắn Q nhưng mà sát thương không đủ. Sắp 15 rồi, FF thôi các bạn ơi. Thua đến 7-8.000 tiền đi đường này đánh đấm gì nữa. Daina đang có định lao lên lướt đai tên lửa lên. Sau đó thì quang quy xịt E không dùng được khi mà không kết hợp với tốc biến. Và sau đó là một tình huống tốc biến lên
E vào tung chiêu cuối, Ezreal chơi nhây và sau đó thì bị shut down ở đây. Ola Botet đứng trên thì đó là một tiếng lắc lao lên để dọn lính, nhưng mà lính vẫn còn khá nhiều và tốc biến qua đấm trái phải kéo E đánh tay ba đánh cùng với một đứt thôi là chết luôn rồi. Một E thì đúng hơn. Tiểu Bảo lên kéo hộ xét về sao đấm thấm không? Giật giật cái gì ở đây, giật giật như sao cho vâng, nhưng mà Trình thì kéo E và chiêu cuối chăn chối luôn. Xét có một tiếng E đánh tay W, W và lính đến từ xét rồi. Lốc thành công đến từ Yasuo, nhưng mà sau đó thì sát thương có đủ hay không? Sát thương đã đủ, một mã sát đao 900 tiền dành cho Yasuo cho tiếng kết hợp vừa rồi. Bây giờ thì sứ giả đã lấy lại trụ cho bên phía của team 2, nhưng sau đó thì sao? Kathleen bắn quy xịt và sau đó di chuyển hớ hênh. Đó là một tiếng di chuyển rất hớ hênh, Kathleen bắn lưới 90 cố gắng rút lui rồi. Trong khi đó thì bên phía bên kia đang là tiếng solo bãi chim đến từ vị trí của Lee Sin. Một ván đấu mà Lee Sin không một tác dụng khi mà không 2 không KDA trong lúc đồng đội cực kỳ xanh. Game khác hay, game sau khác hay ạ. Tin tao đánh hay vờ cờ ạ. Con chó này, Seth đã chửi thế. Seth sau khi giết được Lux đã chặn ôn là con chó này. Nhây với tao, Z lao lên với dấu ấn tử thần. Và sau đó thì đứng phóng phi tiêu từ xa, giết được vị trí hỗ trợ đối phương hay là không. Sát thương là không đủ đến từ Z rồi. Đang ôm cho mình nó là 800 tiền và sát thương là không đủ cho tiểu combo vừa rồi. Một tốc độ game đấu cũng ở mức độ trung bình, không phải là quá nhanh. Và đường dưới đang có một pha solo và rõ ràng Jimin lúc này mặc dù là AD nhưng mà solo thua hỗ trợ đối phương là chắc rồi. Chênh lệch quá nhiều về mặt sát thương và Kathleen biết chơi anh em ạ. Vừa xem giải pick Kathleen hỗ trợ lại vừa biết xử lý Kathleen luôn. Ao trình hơi nặng đến các thành viên phía team 2 nhưng mà cửa lật cho phía team 1 vẫn còn anh em nhé. Đồng đoàn Việt Nam thì cái quái gì có thể xảy ra anh em ạ. Mới có tầm 8-7 nghìn tiền thế này thì không ăn thua. Tầm 15 nghìn tiền trở lên thì chúng ta mới có thể phần nào đó nói rằng game đấu đã ngã ngũ, chứ còn tầm 10 nghìn tiền bật phát một. Chấp thêm vài con rồng nữa các bạn ạ. Cho bên phía, ui sóng âm rồng lại còn xịt nữa không. Vẫn sẽ có rồng cho bên phía team 2 ha. Lee Sin cầm thiêu đốt đi rừng không một tác dụng. Trong khi đó đường dưới thì Ezreal rất xanh đã có cho mình trụ thứ hai với 600 tiền rồi. E lên bắn quy trúng vào vị trí của đối phương và sau đó thì cầu vồng tối thượng đặt ra cú ánh sáng xịt rồi. Tốc biến né chiêu cuối đối phương và sau đó Midphoton tốc biến đập mặt vào tường, vẫn có khóa tốt đến từ Lux và có mạng dành cho tao non ok. Một tiếng xử lý khá là mù mắt đến từ Ezreal của Mid Hennin và sau đó là một tiếng lên bảng điểm số luôn. Darius đang lang thang với một con Darius 06 và Z đang có định bắt bớ vào ai đó thì phải. Z đang tìm kiếm Midphoton yếu máu nhưng không tìm được. Và sau đó bắt buộc dùng dấu từ thần vào tung W phóng phi tiêu các kiểu đến từ vị trí của Z. Giật ngược trở lại với dấu từ thần tốc biến bỏ chạy đến từ vị trí của Z. E theo đấm liên tục đến từ vị trí của Diana. Và sau đó Z còn ai not die, chắc là die ở đây rồi. W hồi kịp, W sang bên phía bên kia bờ tường câu được khá là nhiều thời gian đến từ not die và cuối cùng là không chết thật. Đường trên Z băng trụ rồi. Đấm chết được Yasuo và không có W khiến Z cũng đã phải lên bảng. Darius làm cái gì ở đây để bắn lưới 90 chạy đến từ vị trí của Kathleen, đi bộ theo W làm chậm bị kiệt sức rồi. Chat đặt ra cũng đã dính rồi. Liệu rằng có dám lao lên hay không khi phía sau Kathleen đang làm con Z hết máu rồi. Darius đao lên tốc biến lên một bổ quy gì phêu rồi ôi. 07 rồi, cầu vồng tối thượng cũng xịt đến từ vị trí của Lux, rất đáng tiếc là không có mạng cho phía team 1. Chết thêm hai xác nữa. À có mạng đứng trên của Seth ha. Ô có Seth lên đồ cái gì thế này? Seth này không phải xem sao cho vâng xem cái gì rồi anh em ơi. Này xem TikTok rồi. Ezreal đang cướp cho mình con bùa đỏ trên tầm nhìn đối phương và tôi nghĩ là quả này chắc là bùa đỏ vẫn được giữ lại, nhưng mà tôi nghĩ nên về đi. Kathleen cùng với Lee Sin đang vào rồi, Lee Sin đang cố gắng tìm kiếm cho mình mạng hạ gục đầu tiên, nhưng đó là một cú bách phát bách trúng cùng với cú ánh sáng, nó tốc biến né. Né được cái cú ánh sáng thì phải dính cái bách phát bách trúng mới đen. Khổ thật sự. Chênh lệch sắp lên tới 10.000 tiền rồi các bạn ơi. Một game đấu chênh lệch cực kỳ nhiều và chỉ có một người đang cắm chuột chơi game, đó chính là Diana mà thôi. Bên phía bên kia thì năm thằng đều khỏe, kể cả thằng Lee Sin này nó cũng đang lên cái gì đấy tôi không biết nữa. Lee Sin cũng đang muốn hướng tới Lee Sin sát lực, chắc là cũng lại xem TikTok nhiều. Về nhà mua luôn cho mình cái ám muội rồi anh em ạ. Ác chưa, một đội hình có hai cái ám muội. Ezreal di chuyển bắn quy trách bụi là tỉnh đấy ạ. Darius thì lúc này đã có truy phản kích rồi, lại chúa. Team tao nó không thích đầu hàng. Chơi đi, việc gì phải ngại, chơi đi bạn sợ à? Đầu hàng là đầu hàng thế nào? Bách phát bách trúng từ xa, nó nhắm tới vị trí của Darius, tôi không hiểu tại sao lại bắn Darius nữa, lúc này nó đã 07 rồi. Tụi nó không đầu hàng, Darius đã nói thế ạ.
Ám muội và đấm cực sung đến từ Seth tung luôn chiêu cuối, và sau đó thì là một tiếng tụng biến vào trong nhà chính đến từ vị trí của Diana. Đấm cho một quy rồi là tụt khúc máu rồi. W còn, và đó là một tình huống đấm chết vị trí của Yasuo. Có W có thể đốt theo, sắp tự là chưa đủ. Ezreal bắn quy như nào đấy, trúng luôn và có mạng luôn. Trước đó thì bên phía bên kia đó là một tiếng Darius đã AFK và sau đó bị Caitlyn bắn quy chết. Giờ thế nhờ. Seth bên này vẫn có được một tiếng đổi hai mạng mà vẫn không chết. Một cái đấu thua đến gọi là 11.000 tiền rồi anh em ạ. Mid Fortune của Hibin thì đang được Hibin đang đẩy ở hơi cao ở khu đứng dưới ấy. Khóa rất tốt nhưng mà hết R không đủ đam. Ezreal E lên bắn sát thực là chưa đủ. Mất luôn trụ hai đứng giữa rồi. Bách phát bách trúng từ xa, phá kịp một con mắt trước khi lên bảng đến từ vị trí của Luck. Lúc này thì Hibin đã về đến nhà, nhìn con Seth về phía bên kia đang phá nhà. Tốc biến kéo E đấm quỳ liên tục, và đó là một tiếng đấm ba còn chết luôn, vãi nổi làm ảo thế. Lúc này thì Darius lao ra với tiếng kéo E quy, quy gì là gắt nhưng bị kéo E bởi đối phương rồi. Má, cái set này nó khỏe thật sự ạ. Thằng tiếp theo đó là Yasuo đi ra rồi chọc quy một cái, set bắt đầu đấm rất đau và sau đó set lao lên đấm cực kỳ hổ báo dưới trụ đối phương và đã phải ôm hận rồi. Đứng giữa thì đó là một cái mega nữa cho bên phía của các thành viên team 2. Và đó sẽ là một mega với không một cái giá nào phải trả cả. Quá rẻ. Đơn giản đi bộ vào ăn và sau đó kết thúc ván đấu hay là như thế nào đây? Việc kết thúc ván đấu liệu rằng có được diễn ra một cách suôn sẻ hay là không khi đối phương đang có một combo combo đến từ Diana Yasuo để có thể lật lại một tình huống giao tranh với Mid Fortune nữa. Cái đội hình combo combo là đánh hơi bị căng luôn. Diana đang tìm góc để mở rồi, quy em vào lính trước. Yasuo tiếp tục lao lên và Darius lúc này hơi mỏng. Ezreal đánh bắn cực kỳ tự tin. Diana đã có chuẩn bị khiến thái dương rồi. Một pha lao lên từ Diana hay chăng đây ạ? Đạp chát một Caitlyn bị nhận lại sát thương nhưng quang quy trúng, lướt đai tên lửa E luôn. Bên kia đang cố gắng thả diệp Poke cực kỳ khó chịu. Như vậy là không mở được rồi. Lướt đai tên lửa lên quang quy nhưng Ezreal là E chạy rồi, rất khó chịu. Bên phía team 2 đánh cũng rất biết điểm dừng và cung ánh sáng bắn trúng, quy bắn trúng. Ezreal đang Poke liên tục, tốc biến đánh tay và còn phơ được một mạng sau đó E ra. Trời ơi, rank đồng Việt Nam đánh căng vậy ạ. Tôi nhiều khi tôi đứng xuống đây tôi đánh tôi còn ngợp ấy chứ. Nghỉ được rồi ạ. Caitlyn đã chặn ôn lên như thế, nghỉ được rồi. Chứ các bạn ơi, nhà chính chưa về mà gây sớm ăn gì. Đánh một hồi chưa biết ai ai đâu à. Rồng thì không có, điều kiện thắng thì mới được có 2 mega. Ám muội vào đấm 2 phát, đấm tới phát thứ 3 thì má, xét thì sẽ TikTok hả anh em? TikTok đấy à, ba đồ đấm kìa, mùi vã Diana khiến thái dương mà Seth đấm không nể nang bố con nào luôn. Nhưng mà lúc này thì Caitlyn không solo được rồng, quyết định đi chung với đồng đội trong nhà chính đối phương rồi. Seth giao án đã cám muội càng quá ha. Bách phát bách trúng từ xa và sát thương không ai che cả. Sát thương đốt tí nữa thì đủ đến từ súng hải tặc để giết vị trí của Luck. Tung cầu bóng tối thượng dọn lính một tí đến từ anh ba tráng cú. Và sau đó thì đang đứng ở khu nhà chính để phòng ngự với một ngưỡng máu cực kỳ đòi. Z lao lên thiếu đốt chết vị trí của Luck rồi. Một pha chơi nhây đến từ vị trí của Luck support nhịp độ chết người và cái chết thứ 12 mang lại mạng thứ 37 cho phía team 2 rồi. Kéo E thành công nhưng chăn chối chưa thấy đâu đến từ Yasuo và cú lốc lại ra không khí rồi. Rất là khó hiểu. Sau đó thì Diana lao lên với đai tên lửa của mình, Z E xịt. Đâm tạm con Seth này cũng được, vậy lấy mạng shutdown. Seth tung chiêu cuối dính chăn chối và chăng mờ Seth thương là đủ. Z tung dốn từ thần và nhả W xoay tới xoay lui thì giật ngay về cái chiêu cuối đến từ Mid Fortune. Phải tốc biến chạy với ngưỡng máu cực kỳ thấp. Mid Fortune đang bắn được và tốc biến lên thiêu đốt đến từ Yasuo có mạng này là Mid Fortune rồi. Ezreal đang bắn bị kéo E bởi Darius và lên bảo điểm số luôn. Z có đi quay ngược trở lại confirm cái mạng của Jimmy nhưng không dám vì máu đã quá yếu đến từ vị trí của Not Die. Trong khi đó Lee Sin vẫn đang đi farm rừng vì cả cuộc đời là Lee Sin không biết làm gì hơn ngoài trừ farm rừng cả. 0-2-0 KDA. Ui cái gì đây, làm cái gì đây? Đủ vào cái quả sóng gấp này nó còn... Cái quả sóng gấp này nó khó lắm luôn đó trời. Oh my god. Không biết gì cái tên của ông này như thế nào nữa. Không biết là cháu khổ hay là... chậu khô hay là... như nào nữa. Bên phía bên này đang có một pha solo và đó là một mạng dành cho Luck support. 1-12 vai nổi, Z đã bị solo kill để hỗ trợ đối phương. Có ai chơi chung cặp bot đánh hạng không, tí kết bạn đánh chung à? Luck chặn ôn lên là rất ngu mà lại còn lì ạ. Em biết chửi ai luôn, chắc là chửi thằng Z phía bên kia rồi.
Trong khi đó bản thân mình thì 1-12, 2-12, không biết là chửi xong có thấy tự mình nhột không? Chưa mà, game chưa kết thúc mà các bạn, cứ bình tĩnh. Nóng này dễ ẩy trẻ. Từ từ thôi, chứ không có gì cả. Tập 10.000 tiền tôi bảo rồi, rank đồng người ta lật mấy hồi ấy mà. Tự tin lên mà PK các bạn. Ngoài tự tin các bạn có cái quái gì nữa đâu, thua mẹ 10.000 tiền rồi. Nhưng mà cứ PK thì thua thôi. Đúng không? Tập này thì còn cái gì mà tiếc với núi nữa đây. Thằng nào đấy chết trục xác rồi, còn cái gì mà tiếc với núi nữa đây. Chết thêm 1-2 mạng ngay đây đã xấu đi bao nhiêu rồi mà. Esri đang đứng dình với một cái Esri 3 đồ để làm một quả gọi là unshot đến từ vị trí của Mid Hanzin, nhưng mà hiện tại chưa bắt được ai cả. Đó là pha lao lên full combo đến từ Esri trúng nhưng mà chơi ngông trong trụ đối phương, và cái kết rất đáng cho Esri rồi. Ám muội vào kéo Exit đến từ vị trí của FV Pro bị kéo E bởi Darius chăn chối bồi vào, quy rìa bồi vào, xét tung chiều cuối, và sau đó thì EW được hay không đây. Đấm chết vị trí của Lux Support tung W nhưng sát thương không phải là sát thương chuẩn. Kéo E không làm choáng, bị hất tung, bị chặt chết từ vị trí của Yasuo. Darius cũng đã phải đổi mạng, Yasuo bắt đầu lao lên lướt múa cực khét, chém liên tục, Daina quay người trở lại confirm cái mạng của đối phương. Lee Sin vẫn đi ra farm rừng, và sau đó thì Yasuo lướt. Ui gì nhìn nghệ thế nhờ. Lướt nó hơi bị nghệ đấy, cũng tốc độ là khá cao đấy. Tay chân nhanh nhẹn, trong khi đó thì Lee Sin ra sóng âm xịt rồi. Sau đó thì dồn sát thương với độ long cước, sát thương là không bao nhiêu cả vì Daina lên rất nhiều đồ chống chịu ở đây. Lee Sin bây giờ sẽ phải làm gì đây? Quyết định lao vào đến Daina quăng quy trúng nhưng hết E rồi. Lee Sin lại về farm tiếp. Farm chán lại về farm tiếp. Không vấn đề gì cả. Thấy Z quay lại là farm luôn. Phải tranh farm với thằng này thôi anh em ạ. Nó nói hơi nhiều đầu trận đấy bây giờ. Rồng nguyên tố thì vẫn còn anh em ạ. 25 phút team 2 lợi thế như vậy vẫn chưa ăn xong linh hồn rồng. Thế thì điều kiện thắng là như thế nào đây? Trong khi đó thì Daina vẫn đang đứng rình một con bùa xanh xuất hiện ở khu vực cánh trên bản đồ, nhưng chẳng có con bùa xanh nào ở đây cả. Bùa xanh đã mất rồi. Không còn gì để vương vấn ở đây cả. Xuống dòng PK thôi anh em ơi. Hai cái Mega đã hồi rồi, có gì đâu mà phải ngại. Hoặc là làm quả lấy Baron được. Ezreal lại di chuyển bốc rất là khó chịu. Bách phát bách trúng từ xa và Lắc không có định cản. 42-13 rồi, bố mày cảm cho thằng 0-11 để mà chết à? Điên à? Ôi, vẫn chết đến từ Lắc à. Lắc được cái bách phát bách trúng vừa rồi thì bị Gary nó bùng flash lắm luôn. Xét lại lao lên cất cả bản đồ rồi, sau đó thì xét dính chăn trôi, dính tất cả mọi thứ, flash được trở ra E, W trả lại. Một cú W 700 tức chuẩn và cung ánh sáng bồi vào, ăn được 2 mạng đến từ phía team 2. Daina lao vào gom 3 người nhưng không thấy Yasuo đâu cả vì Yasuo đã chết trên bản đếm số rồi. Support. Support gì đấy? Trong khi đó thì Huy Bin đang lao lên bắn chết được một người rồi. Huy Bin bắn tiếp vào vị trí của Lee Sin và có đôi mạng cho Huy Bin rồi. Esri đang quáng bỏ chạy với cái E của mình, dịch chuyển khoảng lên bắn một phát nữa, lủng đầu triple kill cho Huy Bin. Duy Bin thì đúng hơn, Duy Bin đang comeback vào đấu này với 7 mạng có được và đã có một tiếng giữ lại nhà lính khu đứng giữa cho bên phía của team 1. VKL đó là những gì mà Lắc đã chát lên sau khi chết lần thứ 14 ở ván thi đấu này. Bây giờ thì Z còn full, liệu rằng các em chết được hay không đấy. Z đang bị bắn được tung rốn từ thần vào. W phóng phi tiêu giật tới giật lui và combo Z như là Faker này thì căng rồi. Và sau đó thì đó là một tình huống quét sạch cho bên phía của team 1. Hy vọng vẫn còn khi mà cái chênh về tiền được kéo xuống. Còn con số khoảng chừng 6.000 và chất Lắc chat ô lên là lại ngu. Lại ngu. Thế kiểu gì? Ngu để một con lì nữa. Đội xanh bỏ phiếu đầu hàng với thất bại 1/2. Ok, cũng là một tình huống gọi là thi đấu rất kiên cường đến phía team 1. Mặc dù bị thua từ đầu trận đến bây giờ nhưng vẫn đang có hy vọng để có thể thắp lên sau những tình huống throw game đến phía team 2. Set đã móc trước cho mình con cua, với một set như thế này thì đấm cực kỳ đau rồi. Chống chịu thì nó lại tương đối yếu. Rồi với tiếng đạp cháp như thế này thì Daina mất máu là khá nhiều. Kéo E chúng nhưng lại không có chăn chối vì Yasuo ở khá xa. Và set áp chế phát chết luôn, nó vãi nổi ở đam kìa. Holy shit, hôm trước đánh rank đồng thì thấy một thằng set đi top mang mưa kiếm đấm vào đây sớt. Hôm nay lại có set giáo án hơi căng như thế này. Dừng chết mất thằng mở thì thằng nào ra để mà tranh chấp trừng phạt. Thằng nào ra để mà mở với cả con Yasuo. Kéo E chúng nhưng không thấy Yasuo R đâu. Kéo có set đây thằng đấm thế này thì Yasuo đang chăn chối, Yasuo gỡ được mạng nữa và nó là 2 mạng trên phía team 2, team 1 nhưng mà team 2 vừa có một tình huống đùa hoài. Không hiểu kiểu gì cái thằng Darius này. Tự nhiên
nhiên kéo con Zed lên nó đấm cho 3D mẹ mà lủng mẹ đầu luôn. Kéo ta sang luôn mà. À, bóp chúa không 13 rồi, đã không 13 không có tác dụng rồi lại còn bóp team ạ. Cho Yasuo R nhưng mà Yasuo đâu có R. Dựng tường gió lên, thực hiện một cú lốc đi nào, lốc xịt rồi, phát ngay cái Mega Mid rồi. Mẹ bóp ác thật sự. Ở đây gọi Yasuo vô cực rồi ha, Dominic đến từ Mid Phantom rồi ha. Có đam rồi đấy. Bây giờ thì nó sẽ là tình huống lao lên khu đứng trên đến từ Diana với một tình huống trừng phạt hay như nào đấy, cầu vòng tối thượng trúng nửa cây. Ôi lắc có đam thế nhở, lắc này đâu ra đam đấy. Bây giờ thì sao, một tình huống lao lên với Flash ER luôn chứ gì nữa. Tung trăng mờ chăn chối vào và Yasuo là người chăn chối giúp Diana ăn cái mạng vừa rồi một cách dễ dàng hơn. Bây giờ thì là tình huống ép Baron luôn nhờ. Đùa đấy. Chui Baron tầm thể này nó chém bay đầu hết đấy. Con Zed đấy nó bế đi hết đấy. Zed bắt đầu lao lên rồi. Khóa xịt đến từ vị trí anh ba trà cú đánh mất cả thông nổ của team. Sau đó thì Zed đấm liên tục W trúng Yasuo chứ không phải là trúng vào Diana. Tung chiêu cuối trước khi lên bảng mà thôi, Diana có đồng hồ. Và người chết là Zed đánh láo rồi. Ok chưa? Cứ throw đi các bạn. Cuộc đời không cho phép các bạn throw quá nhiều đâu nhưng mà cứ throw đi. Sẽ có thua không? Lux đang có một tiếng va chạm cùng với hỗ trợ đối phương là Caitlyn và Caitlyn bắn là khá đau. Yasuo đang có một tiếng bớt đam và Baron và đạp cháp rồi. Mất máu quá nhiều và Tiểu Bảo bị ông Caitlyn bắn chết ạ. Một tiếng huống Lux lao lên để quấy nhiễu vị trí của Lee Sin. Bách phát bách chúng từ xa không ai che và Lux đã mất một lượng máu tương đối lớn rồi. Mid Fortune đến bật tốc hành lên bắn một lúc hai người, bắn cả Z lẫn xạ thủ đối phương và sau đó Z yếu máu xạ thủ đối phương thì đã lên bảng rồi. Đó là chính là hỗ trợ đối phương thì đúng hơn. Z tung phi tiêu dứt điểm thành công Mid Fortune, sau đó tục biến đi với một máu ở đây. Lee Sin là người lên bảng. Lee Sin 043 rồi không có tác dụng gì rồi. Bây giờ thì Z yếu máu quá, đang phải ôm đầu máu chạy đi khi mà đối phương đã có Baron. Một con Baron có thể lật lại khá nhiều thứ ở ván đấu này khi mà chênh lệch về tiền được đẩy xuống con số còn có 3.000. 3.000 tiền lệch tại thời điểm này. Mũi anh em ạ. Quá bé luôn. Mặc dù có một Darius 014 và Black 315, tuy nhiên thì sự lạc quan đến phía team 1 là hết sức cần thiết. Lạc quan hơn cả chữ lạc quan luôn đấy. Một tình huống lao lên đến từ vị trí của Ezreal và confirm được mạng, nhưng Yasuo tốc biến lên để tìm kiếm mạng gỡ gạc cho tình huống này. Mày chạy đi đâu, mày hết flash chưa? E Q vào trong thêm một Q nữa, có lốc 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 chúng chăn chối luôn. Ezreal hồi E rồi, hơi đen. Sự lạc quan về phía team 1 đang giúp cho team 1 comeback được khá là nhiều pha, nhưng vừa rồi là một tiếng mất hai người. Với mạng thứ 14 cho bên phía team 2, nhưng mà team 2 không end game sớm là còn trực cút đấy nha. 3.000 tiền lệch này, cầm Baron put lại tầm 2 trụ thôi là xong anh em. Zed vẫn đang đánh láo ở đây và Zed có cái tình huống 1v4 tốc hành đến từ Darius kéo E, nhưng mà Yasuo ở hơi xa để chăn chối nha. Kéo E về và nó là tình huống chạy đến từ Mid Fortune. Ôi, chắc là bảo đừng kéo nó về rồi, tiêu hiểu. Rồi vãi đi cái thằng Darius này. Cút mẹ mày đi, đeo chơi được. Zed cuối cùng đã phải lên bảng khi mà Yasuo xuyên ở đây, nhưng đó là một tình huống Mid Fortune cay. Thật nó cay. Oan lưng là gánh cái team này. Cuối cùng top nó cứ bom thôi. Every lao lên rồi sát thương và Yasuo lướt lướt một hồi thì lên bảng đếm số rồi. Lướt trao lên bảng đếm số. Lúc này thì liệu rằng hai AP còn lại của team có carry nổi hay là không. Đây Diana quăng quy chúng là khá đau nhưng quyết định không e vào vì không còn R nữa. Trong khi đó thì mắt cắm ra đến từ hỗ trợ bên phía team 1 khóa tốt. Diana lao vào giết được Every và sau đó Lee Sin yếu máu tung R. Sau đó thì cực kỳ lâu rồi, lướt đai tên lửa có double kill rồi. Caitlyn đang quăng rút lui khi mà Diana dí lên sát đít rồi. Chạy đi đâu đây bạn ơi? Ok chưa? Tiền thì vẫn là trên tầm 3.000 và team 1 thì vẫn đang có hốp, nhưng mà cái thằng Darius này đánh được thì đánh, không đánh được thì đừng có bóp team nữa. Kéo hiểu. Dỗi với lưu. Thôi được, Mid Fortune giờ của Jimin đi xuống dưới đi ha. Đi đâu thì né né thằng Darius ra tí. Né hai thằng, một là thằng Darius, hai là thằng Zed anh em ạ. Né thằng Zed là điều hiển nhiên rồi, nhưng mà né thằng Darius ra bởi vì thằng Darius là rất dễ kéo thằng Zed về. Đấy. Khổ vậy, nó bách phát bách chúng từ xa nhưng có huyết kiếm. Chặn được khá là nhiều sát thương và sau đó Zed lao vào với dấu tử thần. Sát thương đến từ Zed với phóng phi tiêu là không đủ và sau đó giật ngược trở lại né khóa ánh sáng đến từ vị trí của Lux và sau đó thì né luôn cả cầu bầu tối thượng. Bên phía bên kia Diana gom thành công vị trí của Lux, Caitlyn thì đúng hơn. Caitlyn mất tốc biến vào lên bảng, Zed lao vào đấm liên tục trái phải, đấm luôn Darius, đấm luôn cả Diana, tung chiêu cuối chúng cả hai. Một cú cuồng. Lùng mấy cái gì vậy? Darius bán đồ lên cái gì rồi?
Đã rất bán đồ rồi anh em ơi. Đấm hai thằng là đấm như con luôn. Phun nộ cái W đấm một phát. Loạt trời. 1.100 đa vòng thằng như kia. Cũng may là hai thằng đấy chết thuê đấy nhá. Đã rất bán luôn cả đồ thần thoại mà. May là thằng đấy chết thuê để mà duy pin sống. Như duy pin pha đấy lao ra mà dính con xét chiêu cuối. Quả đấy chết chung đấy anh em ạ. Xét cái gì mà Dominic rồi thì tính lên vô cực nữa hay gì đây này. Vãi nổi chưa? Tôi nghĩ có set bây giờ có thể không cần lên Dominic đâu. Thì bên kia thì cũng có tanh nhưng mà yêu luôn vô cực ở món 4 nhiều khi lại ngon. Bây giờ vô cực nó chỉ cần có 20% chí mạng, 40 thì đúng hơn. Để nó kích nội tại thôi. Lên Dominic này bị chậm vô cực quá. Không sao, set này vẫn khỏe nhá anh em nhá. Darius bán thần thoại lên cái gì đây? Rất là khó hiểu. Đã thọt lại còn bán đồ, đã nghèo gặp cái eo. Bên team 2 ăn được khá là nhiều trụ đầu trận với cả ăn được khá là nhiều mạng, tiền thì nhiều nhưng không ăn rồng anh em ạ. Nên là con rồng này rồng là team này ăn chứ bên kia đâu ăn được đâu. Z lao ra với tiếng phóng phi tiêu không ăn được rồng, bị tường gió outplay và sau thì lên bảng điểm số là cái chắc rồi. Cú ánh sáng từ xa hoàn toàn vô dụng đến từ vị trí Eril, không được bao nhiêu máu cả. Đánh một hồi thua có 2.000 tiền ạ. Lật quả hơi ảo luôn đấy. Mid Fortune vừa kích cho mình đó tốc hành để rút lui rồi. Catlin cũng rất xanh với vô cực kiếm và bó trang bị thứ 3. Đây là một Catlin hỗ trợ nhưng vẫn có tí sát thương. Bách phát bách trúng là rõ đau rồi. Set lại tiếp tục lao lên và kéo là cái... Thôi đừng kéo nữa ông ơi. Set kéo về tung chiêu cuối trúng và sau đó thì đấm đấm. Đủ má, nó chết thì nó chết. Thế cứ phải kéo theo một thằng là như thế nào nhở? Mà không 17 kéo theo thằng 4-17 làm cái gì đây không biết nữa. Lee Sin hộ thể lên sóng ngâm vào lính và sau đó mất hơn nửa cây máu vì tình huống bão đạn đến từ Mid Fortune và Eri đang quăng bắn tay với xạ thủ đối phương. Catlin lao lên phụ đa và bắn lưới 90 ra phía sau, ngay lập tức gặp Diana nhưng Diana quy xịt rồi. Yasuo backdoor tới nhà chính luôn ạ, vãi nổi ạ. Diana lao lên để có giữ chân đối phương lại tốc đến tung chiêu cuối hai người. Mid Fortune e lên bắn nộ long cước hai người được quăng rút lui nhưng đó là hai thành viên đều đã chết. Lee Sin đang cực kỳ lâu và sau đó thì sao bị bắn liên tục vào mồm và lên bản điểm số. Yasuo đang lướt né W của Yasuo là tốt và sau đó là một tiếng Yasuo e. Lằng nhá, đấm phát bay màu luôn. Ui, cái gì khổng thần nữa đây. Mà ở đấy cái game 35-36 phút rồi mới mua khổng thần tích số đến đấy. Theo là mới đủ. Không hiểu. Một quyết định đổi đồ rất chấm hỏi đến từ vị trí của Darius. Nhưng phần còn lại đang làm ổn. Yasuo vừa rồi chưa lấy được Mega, hơi tiếc một chút ha. Bấm đồng hồ để né cái W từ set lao lên. Bị Mid Fortune bắn mất ra tinh thần là chắc rồi. Chống chịu là cực kỳ yếu. Mid Fortune đang quăng làm e chậm đối phương và sau đó thì bắn liên tục thả diều la gắt đến từ Zubin. GB đánh như đổi người chơi ấy nhở. Căng thẳng thật sự. Mặc dù mạng vẫn đang thua nhưng tiền bắt đầu hơn rồi. Tiền bắt đầu hơn và cái Mega Boss cũng đã có luôn anh em ạ. Lính tự làm luôn cái Mega Boss cho bên phía của team 1 luôn. Và bây giờ thì Z sẽ phải phòng ngự như thế nào đây? À, Darius cũng được tầm 3.200 máu ha. Hoặc là có tí tác dụng ha. Giày Z thì ba mấy phút chưa mua giày mua Z gì luôn. Cùng ánh sáng bắn ra bách phát bách trúng. Ai đã che được hay không? Không cần che. Đó là một cú W tạo ra tốt đến từ Diana. Bão đạn đặt ra cũng chỉ mang tính chất cấu rỉa mà chưa ai chết cả. Henry bắn quỳ tốt này. Catlin bắn lưới 90 lên và bắn cực kỳ liều lĩnh đến từ Catlin. Sau đó dính cung ánh sáng, dính cầu vòng tướng thượng thì đúng hơn. Bị Mid Fortune dúi cho hai viên và đã phải ra đi Diana. Hơi cái này hơi bóp. Henry tốc biến đi bắn ngược trở lại và Diana đã bị shut down bởi Z rồi. Mid Fortune bật đúp lao lên làm chậm đối phương, bị Z đấm quay ngược trở lại, đấm luôn đến từ Z và có mạng. Z tốc biến chạy rồi. Lắc đang đến cầu vòng tướng thượng không có tốc biến kéo e và có mạng đầu tiên cho Darius trong cái cuộc đời này rồi. Tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi mà tiểu bảo cuối cùng sau nhịn nhục 36 phút đã có mạng đầu tiên reset tiền. Và bên phía bên kia thì Yasuo đã đổi hộ khẩu ra khu đứng giữa rồi. PK là khá là bắt căng tại thời điểm này đến cả hai team và lượng chênh lệch tiền là cực kỳ rồi. Set đã mua dược phẩm và mua cả khăn dược thật đi ra, tính bán luôn cả giá thần mua dược phẩm ạ. Và sau đó bật ám muội vào đấm trái phải liên tục. EQ fail đến từ vị trí của Darius, dính chiêu cuối đấu trường hủy diệt và lên bảng điểm số luôn. Và sau đó là một tiếng Lee Sin đi ra múa với sóng âm vô hình cước. Đây là một con Lee Sin đúng là vô hại, 065 ạ. Đứng trên thì Yasuo đang gỡ trụ và gỡ được cái trụ thứ 7 cho team rồi. Yasuo để lẻ ác luôn các bạn. Bên này mải PK được 60 mạng nhưng mà bỏ quên hết những công trình đối phương. Và sau đó thì Yasuo đang cố rút lui. Liệu rằng Yasuo có bị bắt lại hay không khi mà Lee Sin đang lên cùng với Seth rồi. Seth quyết định côn Baron ạ. Seth quyết định côn đồng đội và khởi động Baron. Nhưng mà đối phương đang ở khu vực đứng giữa và đứng trên đẩy khá rát. Quyết định đến từ Seth là di chuyển tìm kiếm vị trí của Yasuo nhưng mà chưa bị lộ à? Hay thế nhờ. Seth đang lang thang trong khu vực rừng và bị phát hiện vị trí rồi. Seth còn cái tốc biến và Yasuo bắt đầu tích lốc từ con cóc.
Seth bắt đầu đấm vào con Blue và sau đó Song thú trưởng làm choáng, đấm một đấm chí mạng, Yasuo mất nửa cây, bách phát bách trúng từ xa từng gió tốt. Seth tiếp tục đi theo đấm một phát tốc biến qua, ám muội vào hay là không đầy, kéo e đấm phát Yasuo mất giáp tinh thần luôn hay chăng đầy, Yasuo chưa mất tinh thần cuồng thú quyền tạo giáp là khá nhiều nhưng Zubin đã dúi được một cú trúng cuối vào và cứu Yasuo thành công. Một tiếng đặt cháp ra đến từ vị trí Caitlyn nhưng bắn lại không đủ đàm và sau đó thì ui rồi ôi sát thương Miss Fortune kìa. Một nổ là cút đấy anh em ạ. Miss Fortune có đam rồi. Tín hiệu rất tốt cho phía team 1. Team 2 bắt đầu chơi nhầy và chết rất nhiều. Một giáp Yasuo đổi được, một giáp thần Yasuo đổi được tới 2 mạng. Quá lời, có Baron luôn này. Làm nhẹ có Baron nữa lật kéo ha. Chả thế, bây giờ tập này là lật vô tư anh em ạ, hơn tiền rồi. Đồ đạc đều hế hết rồi. Darius này vẫn chưa lên đồ được, vẫn chưa có giày. Ôi dồi, Miss Fortune đã bắn con Z phía bên kia, không biết ai sát thủ, ai xạ thủ luôn. Lee Sin đang đứng ngăn chim thì bị đấm liên tục vào đầu và sau đó thì là có một tình huống one shot đến từ Daina trúng vào Ezreal. Bắn liên tục đến từ vị trí của Miss Fortune và lấy double kill rồi. Quyết định đẩy thẳng vào khu đường giữa để kết thúc ván đấu đến các thành viên phía team 1 và lật kèo rồi anh em ơi. Đến thời điểm lật kèo ván đấu vẫn đang là một thời điểm thua tới mười mấy kill. Thời điểm cao nhất của ván thi đấu này thì cũng lệch tới mười mấy nghìn tiền và Caitlyn đã cười trừ rồi. Nào, sao? Thằng nào bảo 15 FF đâu? Không ngờ đúng không? Seth lao ra ám muội và đấm một phát khiến Daina bắt buộc dùng đồng hồ rồi. Cuồng thú quyền còn Seth dùng nó đến đâu đây? Dùng 4 thành viên đối phương sau đó bị lên bảng điểm số. Một tình huống sống sót đến từ Daina với một chấm máu của Miss Fortune giải bão đạn giết Seth. Sau đó thì là một tiếng kết thúc ván đấu luôn rồi. Miss Fortune cùng với đồng đội đã có một pha lật kèo thành công và đó là một tiếng lắc chết. Không sao, đó là Daina chết thì đúng hơn. Dậy mày gáy nữa đi. Rốt. Cái quả chất dậy mày gáy nữa đi chắc là fan giấy lửa ha. Đủ má lật ác sự ạ. Darius 1.18 bao giờ không? U là trời, thằng này 4.17 ạ. Thế mà vẫn có thể lật được, đúng là cái chuyện quái gì có thể xảy ra ở các đoàn đồng Việt Nam anh em ơi. Ờ, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một số của bình luận anh đồng số này. Xin lỗi anh em là Văn Tùng đang bệnh hơi yếu một chút là không có bình luận được nhiều. Một game đấu thực ra là cái tốc độ của nó là khá cao và các idol chúng ta đánh cũng khá căng nên là hơi đuối hơi một chút. Hẹn gặp lại anh em vào những số khác và đừng quên để lại như được like và subscribe để ủng hộ channel Văn Tùng nha. Chúc anh em có một buổi trưa thứ bảy chủ nhật, buổi trưa chủ nhật cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.